Thưa quý vị khán giả, và khung cảnh hùng vĩ của núi rừng sẽ hiện lên ngay bây giờ trên sân khấu của chúng ta qua phần thể hiện của hai thí sinh Bùi Thanh Phong và Trần Kim Phính. Trích đoạn Y Ban Nhà Nàng Tiên, Mỹ chọn cho Phính thì Mỹ thấy Phính cũng duyên dáng, cũng dễ thương, giọng ca cũng trong trẻo. Rồi thêm vào đó thì Mỹ chọn Phong. Phong là cũng là một nghệ sĩ, theo tụi Mỹ biết là cũng đã đi hát rồi, cũng có biết diễn rồi, Phính cũng vậy. Cho nên tụi Mỹ phải tận dụng cái sở trường của các bạn một phần, rồi từ cái sở trường đó tụi Mỹ mới phát huy thêm cho các bạn. Phong với lại Phính thì cũng ở lần đầu tiên là hai anh em mới kết hợp để diễn với chung với nhau, nhưng mà nói chung cũng góp ý lẫn nhau và nắm bắt những cái tình tiết nhỏ của huấn luyện viên tập dượt cho Phong và Phính. Có những cái ra bộ như tay chân hoặc là những cái bài múa thì mình hơi khó, rồi có lẽ là cũng rất là cảm ơn huấn luyện viên là chỗ chị Thoại Mỹ đã hết sức là nhiệt tình để chỉ dẫn cho mình. Sao yêu em mãi? Chị yêu mãi mãi. Rồi. Trọn đời. Những cái vũ đạo, những cái điệu múa hoặc là cái sự nhõng nhẽo này kia thì anh Phong cũng chỉ Phính rất là nhiều. Đôi khi mình cũng chưa có thể hiện được cái vai, nhưng anh Phong đã chỉ. Rồi anh em hỗ trợ với nhau để làm sao cho cái tiết mục của mình nó được tốt hơn. Nàng đến bên ta như giấc mơ nồng ấm, làn gió chi dung ru cánh hoa thơm nồng, ru tình đôi ta chàng nói yêu em khi lúc đầu gặp gỡ. Hiểu. Y Ban, anh đã sai lời hẹn, anh đã trái lời thề. Hơi Nhi à, tiếng đàn trưng anh đã gửi cho người con gái khác rồi. Không, không Hơi Nhi à, tại sao em lại nói anh như vậy? Thôi Hơi Nhi, mình còn gần bên nhau, em nói chỉ những lời cách xa, vì đâu tránh anh giống thề, câu ước nguyện vẫn tròn mơ ước. Mình như là đôi chim vui hát ca giữa mùa xuân rạng, tình vẫn đẹp như vầng trăng luôn sáng trong không gian màu tối tăm. Lời thề nguyện anh trao em đã khắc sâu trong trái tim chân thành, nào ngờ tình anh như bướm mong bay qua, tình chẳng nhạt phai, anh vẫn tròn câu ước nguyện, sao em đành phụ tình. Thank you.
lạnh giá sưởi ấm cánh để bạn đang chờ bóng xuân về. Người của em yêu đã vội quên đi những tiếng hẹn câu thề. Iban ơi, anh nói với em rằng nếu sai lời hẹn anh sẽ chết ở đầu núi, nếu trái lời thề anh sẽ chết ở cuối sông. Đúng rồi hơi gì. Từ ngày chúng ta có nhau, đất rừng thêm đẹp, hoa nở thắm cành, đất núi thêm vui. Hơi gì. Nhưng ngày vui nào có được bao lâu, mà nỗi buồn đau sẽ hằn sâu trong kiếp. Hơi gì. Hơi gì à. Đồng lúa nương dâu tình xưa còn đó, xem đành nối tiếng xa nhau cho suối đời sông chờ. Còn đâu những ngày mình yêu nhau tha thiết mặn nồng, lời nguyện yêu em đã khắc sâu vào núi đá, chắc núi cũng u buồn khi mình phải chia xa. Đất rừng bao la từng quen lối chân qua, xin em đừng để một mình anh cô độc. Anh sẽ nhớ người thương, nghe niềm đau xé ruột, nhưng lời thề xưa anh luôn giữ trong lòng. Nhưng em đã lầm tin lời thề nguyện, em đã lầm tin câu ước hẹn, tin anh luôn vẹn, sẽ cùng em vẫn luôn trong tình. Mình trọn đời mãi mãi bên nhau, trời đã xé duyên nợ. Anh yêu em một già một lòng. Ý ba nơi em muốn quên mà quên chẳng được, em muốn ước mà ước chẳng nương. Xin đừng bỏ anh giữa rừng sâu núi thẳm, anh nguyện trọn đời mãi mãi yêu em. Nè, anh nói anh yêu em mà anh có giữ lời hứa không? Anh xin thề. Iban. Hơi Nhi. Em. Hơi Nhi. Dễ thương. Hai cặp này xứng dữ ạ. Cảm ơn các vũ công xinh đẹp. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ các huấn luyện viên. Các bạn làm cho chị Ngọc Huyền rất là vui, hưởng được một cái không khí trong lành, sảng khoái, hết có những cái áp lực trong công việc ở trên cái chiếc ghế huấn luyện viên này rồi. Cảm ơn hai bạn đã làm tròn xuất sắc cái tiết mục mà chị Thoại Mỹ đã đặt hết niềm tin vào các bạn. Nhưng có một điều đó, các bạn hát cái vế đầu đó rất là đẹp. Chị Ngọc Huyền nghĩ rằng các bạn sẽ dùng hết cái hơi sức mình để tống mạnh lên cái vế thứ hai.
cả hai bạn đều lỗi cái vọng cổ đó. Các bạn làm cho bị mất cái tình cảm. Cho nên nếu mà tiếp tục vào vòng trong, chú yếu chút xíu. Dạ, biết rằng là tại bệnh phải không? Dạ em đang khẳng tiếng. Dạ. Chị Ngọc Huyền biết. Và biết là trong cái quá trình tập luyện đó, huấn luyện viên Thoại Mỹ là khó tánh dữ lắm. Cho nên dạ, các em cứ phải tập đi tập lại nhiều. Nhưng thấy rõ ràng không, cái điều khó tánh của chị Thoại Mỹ đã làm nên một tiết mục thật là đẹp ngày hôm nay, đúng không? Dạ, dạ em cảm ơn chị. Kim Tử Long thấy tiết mục này như thế nào ạ? Hôm nay thì anh thấy rằng Phính á, phải nói là Phính dòng trước đó là Phính rất là tự tin, ca chính dữ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay chắc có lẽ là vì áp lực một cái trích đoạn mới, một cái vai mới trong một bài ca cảnh là nữ ra, Phính hơi rụt rè trong cái giọng hát của mình. Nhưng mà không sao, nội lực của mình đã có rồi. Thì anh hy vọng rằng nếu như lọt tiếp vào vòng trong, em sẽ hãy cố gắng khai thác hết sở trường của mình. Là mình phải ca cho thoải mái, đừng sợ, đừng rung và đừng áp lực gì hết. Thì chắc chắn là giọng hát của em sẽ tỏa sáng hơn. Còn Phong, anh đã nói với em nhiều lần đúng rồi, khi mà vào vòng thi, hãy giữ sức khỏe. Tập thì vẫn tập nhưng phải giữ giọng, để cái ngày mà mình quyết định và chiến đấu tới cùng. Dạ. Những gì mà ngày hôm nay em và Phính làm, anh rất hài lòng. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Long. Hai em đã làm cho chị Mỹ rất vui. Dạ. Chị Mỹ rất hài lòng. Dạ. Những gì mà chị Mỹ đã chỉ dẫn cho tụi em hôm nay. Dạ. Có những cái mấy em còn làm nhỉnh hơn một chút xíu nữa. Dạ. Làm cho chị Mỹ rất là vui lòng. Chúc mừng hai em. Dạ. Nhưng mà vô vòng sau nha, phải cố gắng hơn nữa. Điều thứ nhất là phải giữ gìn sức khỏe giống như anh Long nói nha. Nhớ dạ. Nha. Sẵn đây em cũng xin cảm ơn chị Huyền, anh Kim Tử Long và chị Thư Mỹ là huấn luyện viên của em. Thì em được đến ngày hôm nay thì cũng nhờ chị Mỹ đã nói chung là nhiệt tình, tận tình giúp đỡ tụi em là từng cái câu ca rồi đến động tác diễn rồi nói chung là động cả động lực chị, an ủi tinh thần của tụi em. Tại vì tụi em khi mà bệnh á là tụi em nói chắc không thể nào nổi, hát nổi rồi. Thì nó phải cố gắng, chị Mỹ đã động viên tụi em và đã cho tụi em bắt lên xe đến cái nơi của bác sĩ đó để chích cho tụi em. Dạ, chích một lần 4 mũi luôn. Em xin em rất cảm ơn một chị của em. Cảm ơn các bạn.